Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo đã đến Seoul, Hàn Quốc rồi mọi người ơi. Đây, cái lúc ngồi trên máy bay thì có tranh thủ quay một xíu. Anh em thấy không ạ? Thì đây nó là sân bay Seoul của Hàn Quốc nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mình đi nước ngoài luôn anh em ơi. Cái cảm xúc trong mình nó rất là vui anh em ạ. Ôi kiểu như là tự nhiên anh em đến với một cái vùng đất mới, toàn là những cái con người xa lạ, rồi là rất là nhiều những cái thứ mới nữa thì mình cảm thấy vui anh em ạ. Nói thật thì cũng hơi buồn một xíu. Đơn giản là tôi phải xa anh em rồi. Đến với một quốc gia xa xôi, Hàn Quốc. Các bạn bay từ Việt Nam qua đây hết tầm khoảng là 8 đến 9 tiếng anh em ơi. Đấy là cái thời gian mà anh em ngồi trên máy bay, còn làm thủ tục sau là các thứ nữa thì chắc là mất gần cả ngày. Mọi người ơi, thì đây nó là một con phố ở Seoul nha. Các bạn thì mới sang bên này, thế nên là Kẹo cũng rất là hóng luôn. Thì chúng ta sẽ cùng đi dạo một xíu nhở. Ok. Ui, anh em thấy không ạ? Kiểu mình hơi lạ lẫm một tí. Đơn giản thì bên này anh em thấy không? Bên này thì cửa hiệu các thứ đều là những cái chữ Hàn Quốc. Mà Hàn Quốc thì mình học chữ chưa thạo lắm, thế nên là anh em ơi, có mấy chữ thì đây, rất nhiều chữ mình không đọc được. Nói chung là giống như kiểu là một cái thằng nhà quê vừa mới lên thành phố vậy. Kiểu cảm giác như vậy anh em. Rồi nhá, thì các bạn là hôm nay trời đã nắng, thế nên là nó không lạnh lắm. Nó chỉ hơi mát mát thôi anh em. Chứ tầm này mùa đông là rất là lạnh luôn. Ok. Ui, mình kiểu giống thằng nhà quê lên thành phố vãi luôn anh em ạ. Cái gì cũng xa lạ. Hiện tại thì mình đang ở nhờ nhà cô của mình anh em ơi. Và chưa ra ký túc xá nữa. Các bạn thì chắc là mình sẽ ở đây tạm mấy hôm. Sau đó thì ra trường làm thủ tục nhập học, xong là mới thuê ký túc xá. Ok. Ui kiểu sao bên này cái gì cũng lạ lẫm nữa anh em ơi. Hôm qua thì mình qua đây cũng muộn, thế nên là cũng chưa kịp ăn gì. Đây hôm nay là sáng đi dạo một xíu, lát về ăn nhở. Xong là rảnh thì editor video cho anh em làm trận game Free Fire. Bên này thì mình thấy là nếu như mà fake IP Việt Nam để chơi Free Fire thì nó cũng khá là ngon. Nói chung là không lag đâu anh em, nên là các bạn có thể yên tâm nha. Nói thật thì sang bên Seoul Hàn Quốc này thì khá là nhiều thứ mới mình cần phải làm quen anh em. Nhưng mà cái cảm giác mà anh em tự nhiên đi đến một cái vùng đất xa lạ, xa quê hương mình thì hơi buồn nhẹ một xíu thôi. Còn lại thì rất là hào hứng luôn các bạn ơi. Rồi nha, một kill đầu tiên. Anh em thấy không ạ? Thì bên này mạng nó cũng khá là ngon. Các bạn thì mình có fake IP để fake IP sang Việt Nam nữa. Thế nên là cái tài khoản của mình tại Việt Nam đây, mình vẫn có thể chơi bình thường luôn. Rồi nha, với ping khá là ổn này. Ping có hai mấy thôi. Ngon lành cành đào luôn. Thế nên này, chạy đâu vậy hả? Anh lại sợ chủ quá cơ. Đùa nhau. Làm gì đấy hả? Này, làm sao? Ủa ơi. Xong luôn hai kill. Nhẹ nhàng như cân đường hộp sữa nhở. Ủa ơi, bắn kinh thế anh em. Thi thoảng gặp mấy thằng kiểu bắn rát dã man luôn. Sợ thật đấy. Ui, làm sao? Ây, anh em ơi, chuẩn bị là chạy qua vản nó luôn nào. À đây, đồ ngon phết nhở. À nhưng mà mình sẽ lấy lại cây X-M8. Ok, chúng ta có combo cây X-M8 này với lại một cây Spat 12. Bắn chắc là sẽ khá là ổn đây. Nào, chúng ta có một cái bắn súng level 3 nhá. Ok luôn, mũi level 2 này, ngon này. Cái vấn đề mà Kẹo sang Seoul này thì chắc chắn sẽ khá là bận rồi. Nhưng mà thế nào thì cũng sẽ tranh thủ quay vlog cũng như là làm video cho anh em xem. Và cảm ơn tất cả những cái sự theo dõi của các bạn. Thì đây, mình có một vài cái code tặng cho anh em. Ở đây thì một code thì 50 người đầu tiên nhanh nhất sẽ nhập được nha anh em ơi. Cốt hộp súng Macaron. Và Kẹo xin chúc anh em nhận được skin súng Macaron vĩnh viễn nhá.
Rồi nha, các bạn có thể tạm dừng video lại để nhập code thì cũng được luôn. Ok, bây giờ thì có lẽ là mình sẽ xem như nào nhỉ? Chuẩn bị là tiến lên phía cổng trời thôi. Đây, nhưng mà cơ bản là ăn xong cây nấm cái đã. Sang bên Hàn Quốc này thì mình cũng kiểu cảm giác nhớ nhà dã man luôn anh em. Ai, mùa đông bên này hơi lạnh một chút nữa. Thôi, dù gì thì cũng sẽ cố gắng anh em. Cố gắng để trở thành một du học sinh học thật là giỏi chẳng hạn này. À, học giỏi thì chắc chắn là sẽ có chương trình học bổng. Thôi, cố gắng anh em ạ. Đỡ đần được cái tiền học, bởi vì là học phí bên này thì nó khá là mắc luôn. Ok, ui, vãi, đùa nhau à? Vãi, đùa nhau à? Anh lại sợ chú quá cơ. Thì nói chung là thời gian tuy bận, nhưng mà Kẹo vẫn sẽ tranh thủ Kẹo làm video cho anh em xem, cũng như là quay vlog về đời sống nữa. Thế nên là các bạn nào mà yêu quý Kẹo, các bạn muốn đón xem video của mình, thì các bạn đừng quên là nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Ui, vãi hàng. Xong luôn 4 kill. Nói chung là mấy cái thằng rơm rơm thế này thì làm gì có cửa mà ăn Kẹo hả mọi người. Cũng rất là mong là anh em sẽ ủng hộ mình, bởi vì là làm YouTube này thì nó cũng có được một số tiền nữa. Nếu như mà view những clip nó nhiều thì mình cũng có một phần, ví dụ như là để trả tiền ký túc xá chẳng hạn này đó, hoặc là có một chút tiền để ăn uống gì đó. Ui, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh đấy hả? Bây giờ thì view YouTube của Kẹo nó khá là thấp và sẽ cần nhiều view hơn nữa này. Ui, xong luôn, quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Và hiện tại thì Kẹo đang sở hữu combo súng đó là AK, với lại thì đây sẽ là MP40 nhá. Tùy trận thì mình sẽ chơi combo súng tùy hứng. Anh em thấy không, có trận kiểu mình chơi MP40 này với lại cây shotgun M1887. Có trận thì mình lại sử dụng hai cây shotgun M1887 luôn. Tùy theo anh em thôi. Nếu như mà các bạn có bất cứ cái ý kiến gì đóng góp cho kênh của mình, hay là các bạn muốn mình thực hiện một cái thử thách gì, hay là yêu cầu gì đó cho video tiếp theo, thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới phần bình luận nhá. Ai, nhớ anh em dã man luôn, không biết anh em có nhớ tôi không. Sang bên Hàn Quốc du học thế này mà công nhận là hóng vãi anh em nhờ. Hóng chiều lên nhận lớp anh em ơi, gặp toàn các em gái Hàn Quốc xinh tươi. Ê, thích vãi nhờ. Đấy là cái điều mà Kẹo khá là thích trong chuyến du học lần này, làm quen gái Hàn Quốc khá đủ. Bởi vì đơn giản thì bên này anh em ơi, rất nhiều trai xinh gái đẹp luôn. Ui, vãi, gặp thiên nhiên ngào đá đây. Rồi nha, rồi nha, ok 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 đây. Có đây lúc sao nó cá nhờ. Úi dồi ôi, thằng này chắc là đi bay lắc ở đâu hay sao ấy. Sao nó nghĩ gì, nó chạy xe đâm thẳng vào cáp treo luôn. Ngáo thật sự luôn, đùa nhau. À thì mình cứ lấy cái giảm thanh mình cầm theo người thôi. Hiện tại thì hai cái súng của Kẹo đây full đồ tím luôn. Anh em thì đã không ạ, thề luôn, rất là đã anh em, full đồ tím thì AK bắn sướng cực. Hầu như thì nó sẽ giảm được độ giật của AK đáng kể và bắn phê vãi luôn. Đây là những cái gì mà Kẹo nhận xét về cây AK full đồ tím. Ui, mày chạy đâu. Xong luôn, ngon. Quá là điều bình thường. Rồi nha mọi người, chúng ta có bao nhiêu đây? 8 kill rồi. Hôm nay thì trận đấu đầu tiên tại Hàn Quốc, sẽ xem như nào, cố gắng win game cả anh em nhở. Win game lấy top 1 luôn, lo gì nhở. Đây, chắc mình xem như nào, mình qua đây cái này. Let's go, let's go. Ai. Tình hình là bây giờ mình sẽ xem như nào, chạy qua xưởng cơ khí cái coi và tranh thủ ăn nấm nhở. Để coi nào, chúng ta có 115/200 FP. Vâng, lúc này Kẹo đang có rất là nhiều những cái trang bị xịn sò. Chúng ta có mũ 3 này, giáp chống nổ này, ba lô 3 này, anh em thấy ngon không ạ? Mà mỗi tội số lượng bong keo hơi ít. Nếu như mà kiếm được thêm nhiều bong keo nữa thì ngon phải biết luôn. Chứ tầm này có đúng một trái bong keo thì chơi gì hả anh em ơi. Ok ok ok. Nào có ai không? Có ai đây không vậy? À nhớ sao? Không có, không có anh em ơi. Trình độ tiếng Hàn của mình thì bây giờ mới chỉ là lọt qua được cái vòng phỏng vấn visa thôi anh em ơi. Chứ còn là nếu mà học tiếng Hàn mà ok thì chắc là sẽ mất khá là nhiều thời gian đấy.
Thôi thì kẹo sẽ cố gắng học tiếng Hàn anh em ơi. Đó, có thể là hát cho anh em nghe một vài bài hát tiếng Hàn chẳng hạn này. Rồi nhau, ok. Bo thì càng ngày càng nhỏ hơn rất là nhiều rồi. Và quan trọng là anh em ơi, chúng ta phải kiếm kill cơ. Có ai đâu mà kiếm kill, nhiều khi khổ vãi chạy mãi không thấy ai này. Anh em có thấy nản không ạ? Riêng tôi thì cũng thấy nản phết, đừng đùa. Và chúng ta sẽ let go lên cổng chờ nha mọi người. Đây rồi, thẳng tiến thôi. Tầm này thì còn lại 10 người chơi. Ấy, phải nói là anh em kill nhau cũng rất là nhanh luôn. Thôi kệ, từ từ tí nữa kẹo lên kẹo kill từng đứa một luôn anh em ạ. Không để cho chúng nó đẻ trứng, thế nên là các bạn hãy cứ yên tâm nhá. Đây, có thêm cây nấm này. Ăn nốt cây nấm này thì cũng ngon đấy. Có thể là full 100 EP. À không anh em ơi, suýt full. Bao nhiêu đây? À, nãy kẹo nhầm, full 200 EP. Cái này thì chúng ta có 190 thôi. Hơi ít nhở. Thôi kệ đi. Thế này cũng khá là ok rồi. Và quan trọng là xem như nào, let's go cái anh em. Ấy, ở đây còn ai không đây? Riêng ở đây thì kẹo chưa thấy ai cả này. Vâng, đi tìm chúng nó thôi. Hello các bạn trẻ ơi, các bạn đâu rồi? Các bạn đâu rồi, qua đây solo với du học sinh Hàn Quốc coi. Thật ra thì mình thấy là trình độ của mình ngày càng bắn kém đi hay sao ấy. Thôi thì sẽ cố gắng luyện tập để chơi game nó cứ phải cục súc để cho anh em xem cho nó gắt hơn nhở. Đây à, đây à, quay tưởng gì cơ, tưởng gì cơ, xong luôn này, 9 kill này. Ấy, thằng bé trong nhà, mình cầm AK mình sấy cho đúng là xanh mộ luôn, đừng đùa. Ten ten, phía này có ai không đây? Nào, hóng thôi anh em, ui đây à, đây à, ui, làm sao đấy hả? Anh lại sợ chủ quá nhở. Xong rồi anh em ơi, qua đây lút xác nó liền nè. Rồi nhá, 10 kill. Ai một con số vô cùng là tròn trịnh luôn. Quá là ổn nè. Xin chào mọi người. Đây anh em, chỉ kẹo xíu nhá. Chuẩn bị, chúng ta lên phía trên thôi nào. Tầm này thì trận đấu của chúng ta đây, còn lại 3 người chơi. Kẹo sẽ cố gắng top 1 luôn cho nó gấu. Nào, hóng thôi. À, thằng nào gọi drone thính trên này à? Anh lại sợ cơ chú quá nào. Làm sao? Ui, bắn nhau kinh thế. Ui, xe phi ghê vậy. Đùa nhau. Hơi bị kinh điển đấy. Ok, anh em ơi, ngồi đây tạm cái đã. Vai cật chửa này. Mấy ông chơi hơi bị kinh điển đấy. Nào, hóng nào anh em ơi, chưa thấy ai cả này. À đủ, mình nghe tiếng chân mà ta. À kia, à kia, ok. Nó đây rồi anh em ơi, nó đây rồi anh em ơi. Nào, chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. Ui, xong lên bảng. Thật nữa hả? Vãi thật, này làm sao? Yes, ngon này. Anh em ơi, win rồi. Nhấn nút like và chia sẻ video, mạnh tay giúp kẹo nào. Ai, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Lên anh em, ngon lành.